quý vị, cơn sốt chat CPT hiện nay ngày càng được lan rộng với nhiều người sử dụng hơn. Chỉ cần dạo một vòng trên các trang mạng xã hội, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp khá nhiều những chia sẻ thú vị khi sử dụng chat CPT như một bài thơ, một đoạn hội thoại, một đoạn code phần mềm, thậm chí là một bài luận. Do đó, chỉ sau hơn 2 tháng từ khi ra mắt, chat CPT đã chạm mốc 100 triệu người dùng bỏ xa các hiện tượng công nghệ khác. ChatGPT là chương trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, là công cụ trò chuyện giữa người và máy theo thuật toán GPT do OpenAI phát triển. Điểm hấp dẫn của ChatGPT là khả năng trả lời đa dạng câu hỏi ở nhiều lĩnh vực, từ câu hỏi liên quan đến tri thức cho đến việc tạo ra nội dung theo yêu cầu như kịch bản phim, thậm chí là lập trình, sửa lỗi. Xử lý AI theo ngôn ngữ tự nhiên được kết nối qua tính logic của các vấn đề với một nguồn thông tin mở. Nên khi người dùng tương tác với ChatGPT thì nhận được những câu trả lời thú vị, gây ngạc nhiên. Và cứ thế, người dùng chia sẻ tạo nên trào lưu như hiện tại. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá những sản phẩm mới như ChatGPT sẽ có tính hai mặt. Về mặt tốt, người dùng có thể tận dụng AI để thu thập thông tin, kiến thức nhờ gợi ý các ý tưởng theo dữ liệu mà ChatGPT được huấn luyện. Giải pháp của OpenAI giúp tiết kiệm thời gian bằng cách trả lời nhanh, đi thẳng vấn đề, Ngược lại, câu trả lời có thể sai sót về mặt thông tin bởi ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ có thể trả lời sai hoặc chưa chính xác, không có liên dẫn nguồn để minh chứng kết quả.